Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây thì các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi bùng nổ trên sóng truyền hình. Từ chỗ hào hứng khi được chứng kiến những đứa trẻ dễ thương, ngây ngô và tài năng trên truyền hình thì giờ nhiều người đã bắt đầu cảm thấy bội thực khi mà bật kênh sóng nào cũng thấy trẻ em tham gia game show, nhảy múa, ca hát trên sóng truyền hình thực tế. Vâng, những áp lực thì việc phải ghi hình trực tiếp, áp lực từ việc cạnh tranh giữa các thí sinh và sức ép của khán giả đã khiến cho nhiều em không còn sống đúng với tuổi của mình nữa. Bên cạnh đó thì nhiều tình tiết đời tư của các em, nhất là những chi tiết thương tâm bất hạnh được khai thác triệt để trở thành chất liệu để câu kéo khán giả với chương trình. Vâng, câu hỏi được đặt ra là những chương trình đó có phù hợp với trẻ em hay không? Và nó tác động như thế nào đến tâm lý, cảm xúc của các em? Và ai sẽ là những người bảo vệ các em trước những chương trình không phù hợp? Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay sẽ cùng tìm câu trả lời thông qua cuộc trò chuyện với những vị khách mời. Mà trước hết chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn clip ngắn ngay. Thế hôm nay mẹ sẽ tặng cho Nhã Phương một món quà khác. 15 phút xem phim với các cái câu chuyện cổ tích được không? Ok không? Bây giờ mẹ mở và con chọn nhá. Câu chuyện huyền thoại rồi, cô bé Lọ Lem nhá. Thì các cái kênh truyền hình rất là nhiều, nhất là cho trẻ con, và việc lựa chọn một cái chương trình phù hợp nó cũng là cái điều mà bố mẹ cần phải suy nghĩ và cân nhắc. Đối với các con của tôi thì là từ nhỏ thì tôi đã cho các con một cái giới hạn về cái thời gian được phép xem tivi hoặc là truyền hình trong một ngày. Thì mỗi một ngày bạn ấy sẽ có 20 phút đến 30 phút để được xem các cái chương trình giải trí liên quan đến thiếu nhi. Bố mẹ cũng phải là người tìm kiếm và định hướng cho con được cái nội dung con xem, để qua đấy mà mình có thể giới thiệu và kích thích được cái sự tò mò cũng như là cái sự hứng thú khi xem chương trình. Có xem một tí thì các chị sao xem kênh BB à con? BB à? Cartoon Network. Con thường xem nhiều mấy cái chương trình kiểu thể loại là phim hoạt hình với em, con là xem phim với mẹ, con là phim nhiều phim. Các cái chương trình mà game show ở Việt Nam thì đang chú trọng nhiều vào việc phát triển cái tài năng, cho nên là định hướng là phát triển tài năng cho các con. Nhưng tôi nghĩ là nên có những cái game show nhiều hơn về các cái hoạt động mang cái tính là vận động thôi cũng là rất là hay. Cái chương trình mà thế là dạy cho các cháu thì lại cũng trò chơi hoặc là làm những cái đồ ví dụ thủ công hoặc những cái gì có thể sử dụng hàng ngày thì nó hơi ít. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một phóng sự ngắn về những ý kiến của các vị phụ huynh, và chúng ta sẽ bàn luận về những ý kiến đó trong ít phút sắp tới. Và bàn luận về câu chuyện trong buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, nguyên chủ nhiệm khoa tâm lý giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội, và vị phụ huynh tên Phí Mai Chi ở Cầu Giấy, Hà Nội. Chị Mai Chi hiện cũng đang có hai con nhỏ đang ở độ tuổi trưởng thành. Trước kia xin cảm ơn hai vị khách mời đã tới với chương trình của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho chị Mai Chi là phóng sự vừa rồi mà chúng ta vừa theo dõi, thì chị có suy nghĩ thế nào về ý kiến của các vị phụ huynh ạ? Mà khi xem phóng sự ấy thì mình thấy rằng là hiện giờ thì đúng là các cái chương trình mà dành cho các con ấy thì phụ huynh cũng chưa biết rằng là lựa chọn những cái chương trình nào. Thường là cha mẹ xem chương trình gì, mình quan sát ấy thì là cha mẹ xem chương trình gì hoặc là tiện trong gia đình xem chương trình gì, các con xem chương trình đó thôi. Còn cha mẹ cũng chưa có cái ý thức trong cái việc mà kiểm soát nội dung, và cũng như là khi mà con xem nội dung thì có cái ý thức là trao đổi cùng với cả con hoặc là chia sẻ cùng với cả con để tranh thủ những cái cơ hội đấy thì là dạy dỗ con. Vâng. Thế tại nhà chị thì cái việc kiểm soát nội dung của con xem truyền hình như thế nào? Ở nhà thì các con chị được xem những chương trình như thế nào? Thực ra thì mình nghĩ rằng là mình cũng giống như nhiều phụ huynh khác thôi, bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian nên là thực ra thì lúc mà các cháu mà dưới độ tuổi tiểu học ấy thì mình để ý hơn, và lúc đó thì mạng nó cũng không nhiều như bây giờ. Thế thì dưới khi mà con học mầm non tiểu học thì mình quan sát, và đúng là có một số chương trình mình cho xem thôi, các cái kênh hoạt hình hoặc là các cái kênh phim dành cho trẻ em thì mình cho xem. Thế tuy nhiên rằng là khi mà các con học cấp 2 một chút, có cái sự chủ động một chút cũng như là lúc công việc thì nó cũng không có nhiều thời gian, thế đâm ra là gần đây là các con được xem thoải mái, lựa chọn theo cái mong muốn của chúng nó. Vâng. Đấy cũng được là một xem, cái nỗi lo. Được xem thoải mái theo sở thích. Chúng ta thấy rằng hiện nay có rất nhiều chương trình dành cho trẻ em. Tuy nhiên câu hỏi tiếp theo xin dành cho chuyên gia tâm lý Kim Thoa là chúng ta đang thừa mà thiếu. Tức là có rất nhiều chương trình cho trẻ em, tuy nhiên lại thừa những chương trình mà gần như là không bổ ích và lại thiếu những chương trình mang tính giáo dục. Vậy là chị có suy nghĩ thế nào về vấn đề này?
Và đúng là bây giờ chúng ta thấy là trên các kênh truyền hình, thậm chí cả truyền hình trung ương lẫn truyền hình địa phương, có rất nhiều các chương trình truyền hình về trẻ em, hay là nói cách khác là người lớn đã sử dụng trẻ em như là cái công cụ của mình để xây dựng các chương trình. Để tất nhiên đối với người lớn là nó liên quan đến việc làm kinh tế. Ngược lại thì cũng rất là nhiều các bố mẹ thì rất là cũng lại có vẻ là có cảm hứng với những cái chương trình này. Ở chỗ là thực ra là con mình giỏi, con mình hay thì cũng muốn là mọi người biết đến. Thế chính vì thế thì nó như là sự cộng hưởng của cả hai bên á. Thế chính vì thế thì tại sao rất là nhiều chương trình về trẻ em ra đời, nào về ca hát, rồi về những cái tài năng nhí, rồi về đủ này khác. Và trong đó thì mình cũng nhìn thấy là khi quan sát ấy, thì một đứa trẻ bắt đầu vào chương trình và sau khi kết thúc chương trình thì chúng cũng trưởng thành thực sự. Trưởng thành kể cả về cái tài năng và kể cả trình diễn, thậm chí là như là người lớn á. Thì không, thì cái đấy là cái mà sẽ rất gây sự hoang mang trong định hướng trong phụ huynh. Bởi vì thực ra ai cũng mong muốn con mình trưởng thành. Nhưng mà trưởng thành theo cách nào? Làm cho nó già đi sớm, mất đi cái vẻ thơ ngây tự nhiên của đứa con. Đấy là cái con đường mà phải lựa chọn. Thế chính vì thế thì các cái chương trình mà chúng ta vẫn thường chiếu trên các kênh ấy, cái đấy nó làm cho không ít phụ huynh là hoang mang trong việc lựa chọn là liệu là cho con mình có tham gia hay không, có đâu xem ý. Về việc xem thì đối với những kênh này thì không có vấn đề gì lắm về mặt lựa chọn. Nhưng mà những người tham gia vào chương trình ý, thì khuyến cáo các bậc bố mẹ là cũng phải hết sức cẩn thận. Vâng, chị vừa đề cập đến vấn đề là một khía cạnh tốt của những chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi là các em sẽ có cái cơ hội được trưởng thành nhiều hơn so với các bạn không tham gia chương trình. Nhưng có hai đối tượng trẻ em chúng ta cần nhắc tới. Thứ nhất là những em tham gia vào chương trình, thứ hai là những em xem chương trình. Vậy nói về một khía cạnh là không tốt của những chương trình hiện nay đang quá nhiều như vậy thì chị có cái đánh giá thế nào, tác động thế nào đến tâm lý của trẻ em? Thực ra nếu mà xét tác động thứ nhất là với những trẻ tham gia. Với những trẻ tham gia thì tất nhiên là chúng tôi không thể biết hết được những cái chuyện hậu trường. Nhưng nghe những câu chuyện qua lại và cũng có thể những bằng những suy luận thì những cái câu chuyện của hậu trường nó ảnh hưởng rất nhiều đến đứa trẻ. Bởi vì đứa trẻ nó buộc phải theo, và kể bố mẹ nữa, vì sự cam kết là phải theo rất nhiều thứ mà cái chương trình đó quy định. Thậm chí về kể sử dụng thông tin, sử dụng hình ảnh. Và sau này cũng có thể là vì những cái mục đích khác nhau mà người ta có thể cắt gọt những trích đoạn, và nó lúc đó nó đã trở thành không đúng nữa rồi. Bởi vì nó đã tách ra khỏi bối cảnh thì nó không đúng nữa, và cái điều đó nó ảnh hưởng ghê gớm đến tâm lý trẻ. Và rõ ràng là cũng họ khai thác kể cả những câu chuyện đó. Trong quá trình đấy có những đứa trẻ cũng bị căng thẳng, rồi cũng có bị gặp vấn đề này khác, thậm chí lại còn được khai thác tiếp tục. Để cho có tạo thành cái tính hot của chương trình. Thì cái đấy là ảnh hưởng rất nhiều đến những đứa trẻ tham gia. Thế còn đâu những cái đối tượng xem á, đối tượng xem chương trình thì tất nhiên ở một chừng mực nào đó thì nó cũng nhìn thấy cái hình ảnh bạn cùng lứa tuổi của mình rất là giỏi, đúng không ạ? Thế thì còn mình thì thế nào? Tất nhiên đến lúc khi mà nó cảm thấy là cái khoảng cách giữa nó và bạn đồng tuổi là quá xa ấy, thì lúc đấy nó không hẳn đã trở thành thành cái tấm gương để theo đâu. Bởi vì nó không cảm thấy là không phải là cái thế giới của mình. Cho nên nếu nói về định hướng giáo dục thì cũng không hẳn. Cho nên nó chỉ là cái tính giải trí. Thì ở chừng mực nào đó thì tất nhiên nó đạt được cái tính giải trí. Nhưng mà các kênh truyền hình thì phải luôn luôn tính đến yếu tố giáo dục rất quan trọng. Đó là những đối tượng mà bị tác động khi mà có những chương trình dành cho trẻ em nhưng chưa chắc đã hướng tới trẻ em. Về các vị phụ huynh ạ, xin hỏi chị Chi Mai một câu là có những chương trình mà không phải dành cho trẻ em nhưng thực sự người lớn xem mà chúng ta cũng cảm thấy đỏ mặt. Những bộ phim, những chương trình mà có những cảnh mà không dành cho trẻ em, thậm chí là chúng ta xem cũng cảm thấy là muốn tắt tivi vì con mình ngồi cạnh. Vậy đã bao giờ nhà chị rơi vào tình huống đó chưa, và chị có suy nghĩ gì? Tôi nghĩ là ở gia đình nào cũng sẽ gặp cái tình huống như vậy. Thế thì đó là một cái áp lực đối với cả cha mẹ, đúng không? Bởi vì thực ra thì cha mẹ nào thì cũng muốn rằng là thông qua cái chương trình mà các con xem ý, thì các con sẽ học hỏi thêm được gì, bản thân mình cũng học hỏi thêm được gì để có thể nói chuyện với con. Thế thì nhưng mà bản thân chúng tôi khi mà xem thì cũng không biết rằng là cũng không biết là chương trình này có thật sự phù hợp không. Trước tiên là như thế, nên là
gần đây thì theo như tìm hiểu của tôi được biết rằng là Bộ Thông tin Truyền thông đã có một cái thông tư hướng dẫn rằng là, và chúng tôi cũng phụ huynh cũng nói chuyện với nhau là rất là mừng nếu như mà một cái chương trình nào đó mà trước khi mà phát sóng mà chúng tôi được biết rằng là cái chương trình này nó phù hợp cho con, để chúng tôi không bởi vì chúng tôi nếu mà ở phụ huynh chúng tôi cũng không thể biết được rằng là cái này nó phù hợp và phù hợp ở mức độ nào, thì nó có những cảnh báo như thế rất là tốt, và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì sẽ giúp được cha mẹ rất là nhiều. Vâng, và lát nữa thôi chúng ta sẽ bàn sâu hơn về vấn đề mà chị đang nói là việc dán nhãn các chương trình cho trẻ em. Thế còn cái vấn đề băn khoăn của quý phụ huynh thì đã có chuyên gia ở đây rồi. Chị Kim Thoa, chị nghĩ sao về cái vấn đề mà trẻ em gặp phải về tâm lý khi chót vô tình xem những cái cảnh mà không phù hợp với độ tuổi như vậy? Thực ra thì chúng ta thấy là đứa trẻ về bản chất của con người nữa khá là tò mò và rất muốn khám phá thế giới xung quanh. Và đứa trẻ cũng bắt đầu cảm nhận được những vấn đề có tính nhạy cảm. Thậm chí là có những đứa trẻ nhìn thấy nó cũng tự nói là ôi xấu hổ quá và nó không xem đâu. Thế nhưng mà thực ra ấy, nó hoàn toàn biết rằng cái cách đấy là để trước mặt người lớn thôi. Còn đâu đằng sau lưng người lớn, vì những cái kích thích sự tò mò ấy, thì chúng ta cũng không biết rằng là đứa trẻ nó sẽ mong muốn tìm hiểu cái gì. Đặc biệt là khi mà chúng ta không kiểm soát được tất cả các phương tiện. Nhiều gia đình là máy tính là có thể để không này. Nhiều gia đình còn trang bị cho con những cái smartphone nữa này. Và tất cả những cái đấy thì chúng ta không hoàn toàn không kiểm soát được. Mà bắt đầu khởi đầu từ những cái tò mò, sự tò mò. Thế cho nên cái đấy là cái mà chúng ta sẽ rất là khó. Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng là tại sao bây giờ chúng ta cảm giác rằng cái hiện tượng ấu dâm này, rồi hiện tượng này khác, nó lại gia tăng. Bởi vì cái đấy, tất cả những cái đó là cái sự không kiểm soát của thông tin. Mà trong đó thì nó đánh vào cái điểm yếu nhất của con người, đó là cái bản năng và sự tò mò.